Hey hey, hôm nay ổn không anh em? Dũng Spidey và chào mừng anh em đã quay trở đầu phục. Mình đã chơi cái tựa game này đâu. Và chào mừng anh em đã đến với một tựa game nhân tay phê mắt nữa. Thì kể từ Just Ship and Beat anh em ta không có tựa game nào gọi là nhân tay phê mắt nữa không? Và hôm nay chúng ta đã quay trở lại đây với một gọi là cái này gọi là siêu phẩm được anh em ạ. Muse Dad. Chỉ cần nhìn đẹp thôi là thấy là muốn chơi rồi, là thấy phê rồi anh em ạ. Chưa chơi mà. Thì cho những ai chưa biết thế lại game gọi là nhân tay phê mắt là gì thì anh em sẽ cứ xem Super Hexagon với lại là xem Just Ship and Beat trên kênh của mình là biết là mấy cái game nó thể loại gì rồi đó. Ok, thì mình kiếm được cái tựa game này là bởi vì mấy cái ảnh mấy bé gái trời ơi dễ thương trên Steam á. Để ảnh đẹp quá nên là tải về chơi thử luôn. Rồi let's go. Và thường những cái thể loại game kiểu như này là anh em biết sao không? Nó khó lắm. Với lại là mình vừa mới bệnh nữa, vừa mới khỏi bệnh xong được có mấy ngày thôi. Nên là hơi đuối sức, anh em thông cảm nha. Nếu có chơi gà. Chú quán ơi, sao không phải chơi hướng dẫn cái đã nha anh em. Ui. Nhạc hơi to phải không? Ok. Rồi bây giờ tôi làm gì đây? Tôi ấn gì? Perfect luôn. G great. Ok. Vậy là anh em mình chỉ có ấn hai nút thôi hả? Ok. Nhìn vậy thôi chứ khó lắm các bác ạ. Ok. Music ready. Go. Ui. Đây là cái bài nhạc nền mà tôi xem trên YouTube này. Rồi cái bài này hay cực. Rồi bài này hay cực các bác ạ. Để vào chỉ để nghe nhạc thôi cũng được. Vào chỉ để nghe nhạc thôi cũng được. Oh my. Yeah boy. Thực ra thì mức dễ khá là đơn giản. Nhưng mà chơi cái gì cũng vậy thôi. Ui. Sao? Ê, cái gì đấy? Sao tôi thấy con ma nhỉ? Bây giờ anh em ta sẽ chơi lại bài này nhưng mà theo mức độ khó hơn. Để xem. Xem căng như nào. Ok. Chắc là rất là khó rồi. Nhiều khi khó quá là mình phải im lặng xí này nè. Ui cái đoạn này nó hay vậy chướng ạ. À nó theo điệu nhạc các bác ạ. Ơi nó theo điệu nhạc các bác ạ. Hiểu rồi. Yeah boy. Oh my god. như kiểu là anh em biết sao không? Như kiểu là game cho trẻ em dưới 8 tuổi chơi á. Nhưng mà thực ra nó khó, không phải dễ đâu. Wow. Cái gì đấy? Tôi vừa thấy cái gì đấy? Uầy. Cái này mà vào xã stress giải trí thì thôi khỏi bàn luôn. Damn. Tôi kiếm được game hay vậy rồi các bác ạ. Damn! Woohoo!
Ok. Đó là mức độ khó nha. Chắc là mình chắc chắn là cái game này sẽ có nhiều mức độ lắm luôn. Như kiểu là chị nhỉ, dễ này, rồi là trung bình này, rồi khó, rồi là siêu khó, rồi là Dark Souls, rồi là Cuphead. Các chế độ. Ôi đây này, nó có mức độ gì đây này? Master. Ôi cái này chắc tôi khỏi chơi luôn á. Ok, cho tôi sẽ chơi mức độ khó vậy. Thế chắc có một vài người hỏi sao mình không sợ bản quyền à? Sao phải sợ bản quyền đấy? Mình chơi game vì đam mê, bản quyền không quan trọng. Chỉ khi nào mà bản quyền nó bay ken luôn thì lúc đấy thì mới gọi là quan trọng hóa vấn đề lên thôi. Chứ thường thường thì bản quyền nhạc nó chỉ bị tắt kiếm tiền thôi các bạn. Thực ra thì mức độ khó trong tựa game này thì nó cũng tương đương với mức độ trung bình thôi. Anh em biết sao không? Để lát nữa mình thử một cái mức độ gọi là master thử xem là nó kiểu gì vậy. Rồi để bây giờ mình sẽ kiếm một bài nhạc nào đó xong mình thử. Ôi, đây rồi, trong này có nhiều nhân vật lắm anh em ơi. Bé nào cũng dễ thương, bé nào cũng xinh. Ôi trời ơi. Ô, anh em mình cần phải mở khóa này. Hiểu ơi. Ấy trời, nhìn dễ thương vậy mà. Ôi, ôm gối nằm ngủ nữa này. Ok. Trời nhớ đấy. Đây là một bé mà mang nhiều áo khác nhau. đúng sở thích của mình rồi nè bạn. Còn anime không? Damn. Cute. Come, oh come on. Đến khi nào mình mở được bé này ra? God damn. Giờ zombie girl. Ok. Ui trời ơi. Trời đất ơi. Sẽ thương quá vậy. Ở trong này có bao nhiêu bé vậy? Sao nhiều đấy? À không, thực ra chỉ là nãy là đây là cùng một bé nhưng mà thay hai bộ áo quần khác nhau. Hiểu. Đây này. Ui. Tụi anh em bị tính coi chừng chứ mà FBI gõ cửa thật là không hay đâu nha. Đây toàn dưới 18 tuổi hết á. Đây bé này trên 18 này. Bé này cũng trên 18 này. Đây bé này trên 18 này. Em mình sắp mở được bé này. Còn thiếu 4 cái nữa. Ok boy. Rồi anh em mình sẽ vô có một bài rất là quen thuộc. Một bài giai điệu nghe rất là phê. Ôi mãi mình chưa đổi được nhân vật đây này mà. Ui, bài này khó đây, bắt đầu thấy nó nhanh như sợ luôn. Nhanh nữa. Ba mươi mấy hit. Au. Cái này phải ngồi xa ra xí mới chơi được. Ui khó này mày. Combo. Ây. Ôi. Tôi chơi hay vẽ nổi đây mà. Oh my god. Đây là mức độ khó nha. Yeah boy. Ây. Ý cay. Vậy rồi. Ôi hết bài nhạc luôn rồi. Trời sao hết nhân quá vậy là. Ừ cũng được à. Đấy mình là một trong những gọi là tay chơi cũng tay mình thực ra thì hơi nhỏ nhưng mà tay trong game thì cũng khá to đấy. Ui mắt. Ui master này anh em ơi. Vãi trưởng. Thử nhờ. Ui quả này căng lắm đây. À phải đi. Phải chơi được rank S cơ. Chơi được rank S thì mới chơi được Master.
thèm bùi. Combo. Full combo. Oh, lần đầu chơi được full combo. Wow, full combo. Tức là không biết quả nào hết, ad hết luôn. Ghê không? Come on. Tôi chơi được bài này mức độ ad rồi. Ui, let's go. Ui. Chắc chắn là mid toàn thấp rồi. Ok, ok. Oh my god. Oh my god. Shit, nó thì biết. Ôi sao nhiều thế? Oh my god. Sao nhiều kinh luôn ạ. Oh my god. Oh. Oh, cũng được, cũng được. gọi là phần chơi master đầu tiên của mình cái bài này. Cũng khó. Vẫn được A kìa. Mình ghê vãi nồi anh em ạ. Come on, come on. Yeah boy, yeah. Có nhân vật mới ơi. Oh, game gì hay vãi nổi chứ mẹ đây nè bạn. Ê, cái gì đây? What? Tôi nghe bài nhạc lại tôi thấy thích rồi đó. Like anh em. Ai mà chơi được phần chơi gọi là master thì nhớ comment vô đây nhá. Come on. Bài nhạc Trung Quốc. Nghe hay phết. Full combo này anh em, có lên. Combo nào. Come on, bot chưa tới. Bot tới rồi. Chưa. Ai tới rồi. Mình một cái mất rồi. Ai mít hai cái. Ơi nhân vật mới chơi phê vai trưởng à. Vẫn được add. Yo.
Ok, thực sự là mình đi đào đào đồng mà tự nhiên mình tìm được cục vàng anh em ạ. Game hay vãi nồi luôn các bác, mà lại còn rất là rẻ, chỉ có 60k trên Steam thôi. Được rồi, thì đây là một tựa game theo giai chơi theo giai điệu và nó cực kỳ là đơn giản luôn anh em, mình chỉ cần ấn 2 nút thôi, cực kỳ đơn giản, rất là đã mắt, rất là dễ chơi, nghe nhạc rất là phê. Và đặc biệt là có mấy bé gái, trời ơi xinh gì đâu ấy, dễ thương, xinh so cute. Không, chơi cả ngày luôn anh em ạ, chơi cả ngày không biết chán luôn. Được rồi, thì rất cảm ơn anh em đã xem và hẹn gặp lại anh em trong những tập tiếp theo của Mewstat nếu có, hoặc là những tựa game tiếp theo. Thực sự là đây là một tựa game rất là tuyệt vời, nếu mà ai không chơi thì đừng có tiếc nha, ai có chơi luôn. Và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo, và nếu anh em thích tựa game này, thích video này thì nhớ đấm vỡ nút like, và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và chúc một ngày tốt lành, bye bye.